về phút đến cái chỉ vàng cuối cùng của cha mẹ, cái đồng tiền cuối cùng của cha mẹ, bao nhiêu sự trưởng thành như thế, bao nhiêu anh chị không chỉ là vậy. Victoria, không hài lòng về các chị. Rồi, bây giờ không comment nữa nhá. Thế thì bây giờ này, bao nhiêu các anh các chị trong phòng lúc này? Which one? Hay em over here. Hành vi, yes. Mà mình còn không thích hành vi của mình. Yes. Mà mình còn không thích mình luôn. Bạn đi đâu rồi? Hy sinh cho con cháu nhiều. Xuống hỏi xem.